dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai 30 tháng 4, cả nước tiếp tục có nắng nóng. Trong đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trên 39 độ C. Tương tự, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai 30 tháng 4 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cảnh báo nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5 tháng 5. Khu vực Hà Nội ngày mai 30 tháng 4 trời ít mây, có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, cao nhất từ 39 đến 41 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai 30 tháng 4, trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C.